Ơi tao gõ trống lân cho bọn mày nghe nhé, tao gõ trong gì trong thang máy nhiều lắm rồi à. Hey, nó thật sự có một cái giai điệu ấy. Ê, nó nghe như đánh trống á. Sân sống Sang ơi, Sang ơi, Sang ơi. Bình tĩnh Thắng ơi, cứ bình tĩnh Thắng ơi, cứ bình tĩnh, không sợ Thắng ơi. Hay Thắng ơi. Ok, CPR của anh xong rồi nha. Thằng này bị hen xuyến mày.